This is a Soysean Beach and Titop Island. Soysean Beach, Titop Island. Visit Hạ Long Bay. This is the area of Hạ Long Bay. Mấy em kia nhìn thấy em này thì lác mắt nhỉ. Sao bên soi chim nó làm gì ở trên đỉnh kia anh nhỉ? Máy miếc gì?